Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo một lần nữa em ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video F1 bao tây thủy chón kháng hỏi nha em ơi. Chón kháng hỏi sinh lực một lần nha em ơi. Và ở video trước thì Khảo đã lên cho mình được một cái đai lưng. Đó, sinh lực 184, kháng lo 30, nội lực 194 và chuyển hóa sát thương 10%. Thì Khảo cũng đang định lên bao tây nữa, Khảo lên đảo luôn nha em ơi. Hiện tại trước mắt Khảo mang đồ thì ở hai món này thì nó được bao tây cũng không được đẹp và đai lưng cũng không được đẹp lắm. Rồi món này Khảo được hai món nè. Áo tím này 5 dòng này, vũ khí tím 4 dòng này. Đó. Rồi nón thì 23-25-40 rồi. Nón này Khải không cần ép nữa mà. Mua vài trăm xu cũng được rồi. Rồi đôi giày này cũng khá thường đói rồi. Từ từ có khi nào mà hiện tình nó rẻ hơn nữa ép tiếp nha em. Còn không thì cứ như thế này cũng được rồi nha em. Nhận kháng cả 16, nhận kháng độc 22 sinh lực lực. Nhận kháng loi 27 phục hồi sinh lực thể lực 9 điểm. Đỡ đi đồ sát này nó phục hồi lại. Vừa rồi thì được thì anh em 4 bao chuẩn tặng được cái ngọc bội 19-40 nữa mà. Đó, nói chung là đặt móc 80 chó nha mọi người. Ok, bây giờ Khải sẽ đi rút thôi và ép cho anh em xem. Bây giờ thì Khải sẽ rút cái cục nội lực đầu tiên nha. Nội lực đầu tiên thì Khải sẽ lấy một cái foil nội lực 137 nè. Video này Khải sẽ ép vào tay 4 dòng nha mọi người. Còn thường những dòng dưới từ từ sau này tính sau anh em ơi. Tại vì mình không có dùng đến nên không cần lắm. Hiện 1 nè. Rồi. 4 phúc duyên nè, đó nỗ lực xấu nè, rồi tiếp tục nè, đánh chón nè, chón 40, chón 40 chúng ta sẽ lấy và đây là một cục phôi phôi chón 40 nè, hiện tinh 3 nè, ấn một thủy nè, ok rồi ấn một thủy nha em, và Khải lấy cái phôi mát 40 nha mọi người, hiện tinh 3 7 này, ok luôn. Quá đẹp. 7 rồi, giờ chúng ta sẽ đến dòng sinh lực. Sinh lực nha mọi người. Sinh lực này. Lấy này. Nếu muốn sinh lực cao thì đẩy cái phẩm này lên 7 luôn. Nếu muốn sinh lực cao đẩy món này lên 7 luôn. Sinh lực thì ta sẽ lấy sinh lực 140 nè. À, lấy hình tinh này chứ. 1 2 Hồi trước Khải ép cái đai lưng là đa số hình tinh 56 này nọ, nên tại vì Khải mua nó cũng đồng giá hình tinh 3 nên là Khải người nó cũng như nhau cũng gì khác cả. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái dòng sinh lực nha em ơi. Hiện tại foil Khải đang có cái sinh lực 140 và Khải bỏ hình tinh 3 vô. Hiện 2 nè. Đó. Rồi. Ok. Khải sẽ bỏ full vũng viên đạo nha em. Rồi, hiện 2 này sinh lực nha. Ok. Phẩm 6, ok. Rồi, tiếp tục cái kháng hỏi cuối cùng thì Khả sẽ lấy cho mình đó là một cái hiện tinh 3 và phúc duyên đây. Rồi, vô. Cái này mình lên cố gắng lên phẩm 8 nha nè. Phẩm 8 thì ok luôn. Foil 22 nè. Hiện tinh 3 nè. Rồi, 4 viên hiện tinh đỡ auto phẩm 8 luôn nha nè. 4 viên thủy tinh trước là 4 viên thủy tinh, 4 viên thủy tinh và 4 bên phủ dương đại. Rồi kháng hỏi 22 nè, tinh 3 nè, 4 thủy tinh nha nè. Ấn 2 kháng hỏi chính xác, lậm tiền 8 nè, ok, phần 8 là easy rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua phần tường ép nha nè. Rút thì Khải rút bên đó, Khải quen tặng cho thôi nè, chứ nó cũng không có gì cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ép nha nè. Rồi ép xong này đi lên thì tên là lên đảo luôn nha em ơi. Lên đảo thì nó là full được 4 món tím nha mọi người. Còn nón với cái giày tính sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ép, mà trước khi ép là sẽ mở tiếp phúc duyên. Rồi bắt đầu khám nè. Dòng đầu tiên thì Khải sẽ khám cho mình nó là dòng nội lực nha em. Nội lực phẩm 1 nè, hình tính 3 nè. Nội lực nha nè. Phẩm 6 hình tinh 3. Ê, thiếu tiền à. Từ từ này, thiếu tiền dạng này mà. Cái này một lần ép tốn 50 vạn nữa mà. Nên là ép 4 vòng thì Khải sẽ tốn khoảng hơn 200 vạn. Khải sẽ cầm ra cho 30. Có một dòng là tốn trung bình ép vô là tốn 50 vạn nè. Khám nè. Bộ tây nè.
nỗ lực dùng đòn như nào. 184, đúng, auto 184 luôn đó. Má ép cỡ nào ép cũng 184. Rồi ok, giờ đánh dùng chó nha mọi người. Á, à, vãi thì toàn 184. Khám nè. Chó thì phẩm 7 nè mọi người, phẩm 7 nè. Này bỏ phun phục viên nó lên luôn nè mọi người. Mà mình cho thêm viên thì tên cho nó chắc kẹo như nè. Nó không bao nhiêu cả, mà cho những thì tên cho chắc kẹo nè mọi người. Auto 40 cho nó khỏe nè mọi người. Phần 7 thì chắc 4 viên phục viên ở lên rồi. Nhưng mà mình muốn chắc kèo nè mày. Hôm nay thì tin nó rẻ, không gì phải ngại cả. Chó 10 nè. Ở đến dòng sinh lực nè, cả nhảy thành cái quay lại ép sinh lực nha nè. Đó. Sinh lực thì ta sẽ bỏ 1 viên thì tin cho tăng lên sinh lực luôn. 1 viên thì tin, full thì tin, full phục viên nha nè. 1 viên thì tin, 1 viên thì tin, full phục viên. Không biết lên được 200 luôn đấy. Rồi. Siêu 200. Đồ 193. Nó từng tương đường đường giống cái đài này mà. 194 nè. Ăn sao nó lên 194 luôn. Ok. Hôm nay thì Khải Quốc rồi còn đúng một dòng kháng hỏa lên rồi. 6 thị tinh và full phụ viên. Rồi, vừa đẹp nè. Chuẩn bị nguyên liệu vừa đủ luôn em ha. Căng không? Tính hết trong đầu rồi nè. Tính hết trong đầu rồi, nguyên liệu vừa đủ luôn. Không thừa không thiếu nè. Rồi, ok. Cái này là easy 25 rồi nè. Ok. Xong chưa? Rồi, ok anh em ơi. Sau khi xong thì Khải cũng đã xong như nè. Đó. Hai món thành công. Đó vậy thôi, đơn giản. Giờ lên đảo thôi. Hiện tại bây giờ là khả năng ép hướng này thì có thể mình đánh hướng năm hành được nè. Còn sau này mình có thể ép thêm bao tay là thêm cái dòng gì đó thể lực đi, rồi kèm theo dòng sinh khí 20 thì gọi là tương đương là max 6 dòng mọi người. Đó, ok rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đảo luôn nha anh em ơi. Khả lên đảo rồi tận dụng cho anh em xem. Hiện tại với cái lượng máu như thế này thì với lượng kháng như thế này anh em nè, lượng kháng là 60, 75, 75, 73, 48 thì nếu mà mang bao tay này vào chắc chắn lượng kháng họ sẽ max 75 nè, thì nó sẽ đẹp hơn. Và đa lưng này nó cũng đẹp hơn nè. Đó. Hello Nguyên Lê nha. Ok Nguyên Lê ơi, đúng rồi, hôm nay trời mát Nguyên Lê ơi. Rồi bây giờ Khải sẽ lên đảo nha nè. Khải lấy tinh hồng bảo thạch đó. Đó, lượng máu thì với cái đồ này thì chưa thay vào thì nó được 2449 nữa thôi. 2490 thì anh em đợi tới Khải lên đảo tăng lại. Ok anh em ơi, và sau khi Khải lên đảo thì bây giờ Khải sẽ cho anh em xem. Hiện tại với lượng máu Khải đang dưới ngựa thì 2490, trên ngựa là 2489, 2890 nè mày. Đó, thì chung con ngựa phi dân này được 400 sinh lực nè. Lên xuống ngựa thì nó còn 2004. Ok. Giờ thì chắc chắn mang 2 món tím này thì lượng máu sẽ lên chắc có thể là 2006 nè. Nếu mà tăng như thế này thì máu có thể là 2006. Nó tương đối là 2006. Là ok luôn. Rồi tăng tải cho anh em xem. Rồi mang 2 sức mạnh vô. Quá tuyệt vời. Đó. Đó. Sợi 2 món vô khắc ngay liền nè. Rồi. Đó nhìn vào lượng kháng nè. 75. Ok chưa. Còn chỗ này Khải nhớ là nãy là 500 509, đúng không? 509. Rồi còn lại cái này là máu. Đó, đúng như dự đoán là máu 2k6 rồi nè mày. Hay là 2k5 thôi, còn lại full down nè. Em có khai đáy lên ít down nha. Hay là chơi full down nè. Chơi full down cho anh em thích full down không? Này full down là 609 nè. 609 còn 50. Ổn không nè? Full đam nha, test full đam ít thôi mà không ổn mình giảm lại nè, xe mà kéo xe mà nói gì đúng không? Đó, mẫu 2002 này full đam đúng không nè? Giữ dần chưa? Full đam á nè, lực tay 4k, 69, 75. Ok, full đam test thử nha mày. Đánh vài tôi như thế nào rồi ít hôm lên được một món nào nữa. Ví dụ như đôi giày thì mình sẽ lên đảo sâu nha nam. Hiện tại cái nhẫn này chưa được đẹp lắm nè mày. Nhẫn sẽ được 100 hay phẹt. Lại tiền một nhẫn là sẽ được 150, 180 nó mang nè mày. Rồi. Đây cho anh em xem tổng set đồ nè mày. Bao tay nè. Khăn họ chọn 40, sinh lực nỗ lực. Đó, tím nha. Một đai lưng, khăn lo 30. Phục chuyển hóa sức thương 10%, sinh lực nỗ lực. Đó. Một cái áo phụ 40, chậm 40.
thủ lý 24 sinh lực lực đó, ok chưa? Một cây lôi sắc nào công 183 sinh lực lực đó, thì giống độc 40. Một cái nón sinh lực 134 không bán hai lâm thì giống độc 40 sinh lực lực đó. Giá truyền kháng cả 16, hiện tại khả năng có là 40 chậm 80 chón năm. Một đôi giày tóc 30, đôi giày thì nói chung tương đối tầm ổn trung bình đó mà. Đỡ mình nói thì có thể ép thì cũng được, nhưng mà đỡ từ từ ít hôm có hiện tình nhận lương đó nè mà. 30 chuyển hóa 9 sinh lực lực 89 x kháng độc 20 đó. Nhẫn kháng độc 22 sinh lực 100, nhẫn kháng lôi 27 sinh lực 103, ngọc bội kháng lôi 1940 sinh lực 56, tương đối tầm ổn nè mà. Rồi nói chung là cái dàn trang sức nó sinh lực không được cao lắm, tại vì là đồ tiến thì được ép á nên sinh lực rất là cao nè. Mấy hiện tại đang có dòng sáng nha, đang có dòng sáng nha, nên là máu khải mới được 24 ấy. Nếu hết dòng sáng Evan thì máu khải chỉ còn khoảng một cái 8 thôi mà, một cái 8 thôi. Hello Phương Võ Lê nha, mình mẹ lên nè, được không em, ổn không? Hay là mình có thể giảm như cũ rồi mình lấy lượng máu nha. Chung cái nào cũng được anh em ơi. Giờ anh em đi test cái lượng đam thử nha nè. Cái này tương đối là full đam ấy. Hiện tại chỉ có 50 vào sinh khí thôi mày, 50 điểm vào sinh khí thì chỉ được khoảng 150 sinh lực thôi nè. Đó, tại vì một điểm sinh khí của hở thổ võ đan thì chỉ được 3 máu thôi nè. Nên là ok, cứ khô máu trải nghiệm thử như thế nào rồi tính tiếp nha nè. Không gì phải sợ cả. Rồi, bây giờ chúng ta xuống dưới rồi làm ít lết vào đan thông kim chờ nè mày. 30 phút rồi. À, tóc này, sinh lực này, lôi sắc này, tóc này. Rồi, xuống buồn cái là lệnh bài này, buồn cái chiến cổ đánh được rồi mà, lệnh bài. Ok, đi buồn cái lệnh bài 200 mà đánh được ạ. Sáu kem mà nạ mạnh máu à? Trời, sáu kem mà nạ mạnh máu à? Khỏi không thua đâu mà. Hôm nay thì khả tăng cái tổ vòng cao lắm. Sáu kem mà nạ mạnh máu thì chơi phiên bản thần pháp thì được hữu thọ, server phiên bản thần pháp á. Ở đây là anh em phải hiểu vấn đề á, đây là phiên bản nội công thì mình đang tận dụng ở cái hướng đó là tăng mắt nội công đỡ đổi về hướng tọa vọng càng cao càng tốt đó, và sinh khí thì tương đối là tầm tương đối thôi. Còn nếu mà anh em mà phiên bản chơi thần pháp á, ở đây lý do như hữu thọ có nói á, nếu mà phiên bản thần pháp nha thì tăng theo hữu thọ là ok nha, tại vì hồi xưa Khải cũng chơi kiểu đó rồi. Thì với phiên bản thần pháp á thì anh em sẽ hiểu vấn đề là tăng vào nội công thì nó không tăng lực đam. Đó, nó không tăng lực đam, nó chỉ tăng mana thôi. Thì tại ở trong phiên bản nội thân pháp thì nó sẽ không có tác dụng với những nhà đam mà tăng theo hướng nội công nhiều. Nên là ở phiên bản thân pháp á thì tăng theo hữu thọ là ok nha. Thì nếu tăng theo hữu thọ ấy, thì cái tọa vọng vô ngã này á mình chỉ đỡ khoảng tầm 80% thôi. Đó, thì tầm khoảng tầm 7 điểm thôi nè. Đó, rồi còn lại mình tăng khoảng tầm 7k mana. Còn lại full máu thì lúc đó máu mình sẽ được khoảng tầm 3k rưỡi. 3k rưỡi cho đến 4k máu. Và lượng mana sẽ khoảng 6k. Thì đó phiên bản thần pháp thì ok hữu thọ. Còn bên này đang phiên bản nội công á, mình không có dạy gì mà mình không tăng nội công để mình đẩy về hướng này. Thì nó vẫn đẩy về hướng này thì nội lực của thân nó đẩy tăng cao thì nó sẽ khỏe nữa. Đó, tùy theo server thôi. Rồi, nhưng lại mình tăng được 600 lực tây nè. Cái ở chỗ này nè nha. Ở phiên bản nội công nó lợi ở chỗ là 609 nội công thì nó sẽ tăng cho mình được 600 lực tây nha. Đó, anh em đơn giản hiểu như vậy. Bây giờ anh em khai tử lại cho coi nha. Thì bên hữu thọ nói thì cũng đúng nhưng mà không đúng với phiên bản này nha. Nhưng mà đây không nên chơi kiểu đó đâu. Hiện tại lực tay chính á là 3454 anh em không? Giờ khai tăng nè. Đó anh em thấy tăng lực tay không? Thì nó đang lời ở cái hướng là mình vừa có lực tay và mình vừa lại được trâu ở cái hướng vừa được trâu ở cái hướng mana cao. Đó, thì mana cao thì nhờ vào cái hướng này nó đập lại cái nội lực hộ thân thôi đó. Thì nó rất là khỏe. Đó. Rồi tăng này lên được 150 nè. Đó ok. Rồi bây giờ khai xuống đảo anh em ơi. Hẹn anh em ở những video tiếp theo và bây giờ chúng ta cùng xuống trải nghiệm tống kim chơi nha. Ok. Anh em đừng quên theo dõi những video ngắn của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút vào buổi trưa hàng tuần, hàng ngày chứ, cũng như là livestream vào lúc 11 giờ 50 cũng như là 19 giờ 50 hàng ngày nha mọi người. Không gì hơn thì kính chúc anh em xem video vui vẻ và trải nghiệm cùng với Khải nữa mọi người. Những anh em nào có đóng góp ý kiến nào như hữu thọ thì cứ việc comment bên dưới rồi chúng ta cùng giải đáp thắc mắc cho vui nha. Rồi, ok.